đạp bên này. Mổ ở nhà, mai thầy đi mổ á. Yêu thầy đó nhà. Tháng này là đẻ ở đó nhà. Không đẻ đâu. Chắc là khô ấy. Bài nào ạ? Bài chiến là được. Không bị che. Ây da, nó dính rồi đấy. Ôi, chặt lắm. Được rồi.
xa. Được đấy. Đẹp. Cho máy bao không vậy ạ? Ván này chắc dùng được nhỉ? Linh nhiều lắm. Anh ơi. Hả? Em đi thăm em gì một tí nhé. Anh ở nhà nhé. Ừ.
quà với ta. Lê này bao tiền cân mà? Lê 35 cân. Xoài này ngọt hay chua bà? Xoài chua đây. Xoài chua ấy hả? À? Bao tiền một cân? Chua thì lấy 2 quả nhé. Bà ấy về cân của cháu ấy. Xoài là bao nhiêu tiền? Xoài bên cho đây. Mười bốn nghìn, 14.000 thành 15.000 đi, 15 với là 65.000 đúng chưa? Đến gì mà chậm thế? Tao để vào. Xong nổ. Tháng này nhỉ? Tháng này là phải sửa ký anh bé này. Đẹp lắm. Yêu thật đấy. Yêu thật đấy nhỉ? Tháng này là đẻ đấy nhỉ? Không đẻ đâu. Đi ngủ không thấy đâu. Mổ ấy nhỉ? Mai phải đi mổ ấy. Mổ luôn. Hai đứa trước cũng mổ mà đúng không? Hai đứa trước thì cũng mổ mà. Để cho làm cho. Trước tới chữa kia còn to, còn không nhìn thấy luôn đấy, tháng đẹp. Nó đạp bên này. Không đạp bên đây nhiều lắm. Ăn quả đi chị con. Chắc gần chục hôm nữa rồi nhỉ. Chồng đi đâu rồi? Ông đi làm rồi. Ông đi làm suốt rồi bận cả cái thời gian về luôn ấy. Ừ, nó được đạp. Nó đạp á? Quả này. Ăn mía. Ăn thì làm ăn mía thôi. Nó ngon mà. Nó trắng. Trời còn mưa nữa.
Chồng em đi làm xây à? Vâng, chồng em đi xây. Cứ đi để chị khắc tự làm. Đi ngồi nghỉ, bụng to lắm. Này, em cứ đi ra kia ngồi nghỉ đi. Chị về á, mai kia thì ở khác. Vâng, cảm ơn chị nhé. Chị về đây, mai mai xem ấy chị lại sang nhé. Vâng, chị sang cái gì hoàn để mình làm nữa nhé. Vâng, ở nhà nhé. Vâng, về nhé. Về nhá. Ừ, mai chị lại sai nhá. Vâng.
Để đồ trong này. Rồi. Mệt quá bà chỉ thấy về nhỉ. Nấu cơm trâu rồi đó. Này có bếp mới rồi.